anh em coi kỹ nè, hôm nay là tôi mua cái bộ nè trên mạng nha anh em, nè săn xeo nè, thấy không, còn chưa có lột qua luôn nè, tem bọng gì bên hông còn nè, mà nó bán cho tôi đôi giày nè. Ok, mà nè một cái màu đỏ với cái màu đen là không nói nha. Nè anh em coi nè, giờ tôi dở ở trong kìa, bán hàng giờ phải cố tâm với giày đâu có được. Dở cho anh em coi nè, công trình mua đôi giày này cũng đặt ở trên đó, mua đâu hai chết dở nè. Nè anh em coi nè, cái màu đen giờ mới gỡ luôn cho anh em coi, thấy không, nè tem bọng rồi ok nè, thấy không, nè nhìn thôi là anh em thấy nó có nhiều cái điểm khác nè, ở đây có chữ nè, ở đây không có chữ nè, đế nè khác nhau nè, cũng có con bò con trâu hút vậy nè, thấy không, nè bên đây nè logo nè trâu hút, bên đây không có con trâu hút đó, anh em thấy không, thấy rõ ràng không, làm ăn ngay vậy đâu có được, chết tôi là chết dở nè.